Hai anh em tôi đang kéo xe đi xin cây. Có một ông anh chơi cây giờ anh chán rồi, anh bỏ. Giờ xin được cây các bạn. Trước mua mất nhiều tiền lắm, bây giờ xin được. Rau xanh ngắt. Đẹp quá. Cố lên em ơi. Cây đang là cây cuối cùng. Cố lên. Trước anh đây chơi nhiều cây lắm, mỗi tội giờ anh chán rồi. Đây, chậu ơi. Giờ toàn trồng rau các bạn. Đấy, giờ gọi là có thực vui vực được đạo này. Rau ăn được, cây không ăn được. Anh rất chi là khỏe. Khỏe, anh Sơn rất khỏe. Chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm. Đam mê. Người ta đi làm đêm về. Đấy, đi làm đêm về. Vẫn có sức để cua cây. Đây là sự đam mê. Trai chưa vợ, khỏe là phải thôi. Ui ôi, khỏe quá. Ui chè. Bồng gốc rồi. Đấy, thế nào? Lên đi. Rất khỏe. Chưa cơm khỏe thế nhỉ. Cứ nhẹ nhàng, không tụt cái kia. Rồi, thơm đi. Cây thứ hai. Ấy chị chủ nhà. Không được, để anh khênh. Được cái này. Cho qua anh. Ui, khỏe thế. Thanh niên chưa vợ cơ. Đấy, để ngay đấy, 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 đấy. Thành luôn á. Không, để lên trên đỉnh anh em. Đây. Đấy. Đấy, 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 khe đấy, rồi. Ok, đấy, cứ dựa lại, rồi. Ui. Rồi, cây của tôi đã lên hết xe rồi, bây giờ đến công đoạn cắt cây hộ. Bà chị bảo cắt hộ cây này. Ôi tốt quá. Chẳng nhìn thấy thân đâu. Ôi, giờ chúng tôi mới về đây. Mệt quá. Anh em tôi đã chở 4 cây về và quay lại lấy một cây lốt. Lốt một cây. Em cú sơn. Đây là cây cuối cùng.
Cô. Thôi. Mệt quá. Ơi, đây là nhà anh Sơn. Cái anh mà đang kéo xe bò đây. Đấy, nhà anh Sơn đấy. Anh vừa làm xong. Tuổi trẻ tài cao. Lấy vợ đi. Nhà đẹp rồi. Mãi anh lấy vợ rồi. Chết. Ê ồ. Cây cuối cùng nữa về đến nhà. Ô lên em ơi, ô lên. Ôi, đã về tới đích. Đóng cái cổng kia để cho vào đi.